Câu 14 trong không gian Oxyz cho mặt cầu S x trừ 1 bình cộng y cộng 2 tất cả bình cộng z trừ 3 tất cả bình bằng 16. Tìm tâm của S khi để biết được phương trình mặt cầu. Phương trình mặt cầu nha các bạn. Phương trình mặt cầu S. Thứ nhất, ta phải xác định được tâm. Mình ký hiệu là chữ y nha các bạn. A, B, C. Và bán kính được ký hiệu bằng chữ R, L. Được chưa? Thì phương trình mặt cầu mình sẽ có hai dạng cơ bản. Dạng thứ nhất gọi là dạng tổng quát, đó là x trừ A tất cả bình cộng y trừ B tất cả bình cộng z trừ C tất cả bình bằng R bình. Dạng thứ hai gọi là dạng khai triển, sẽ có công thức là x bình cộng y bình cộng z bình trừ 2ax trừ 2by trừ 2cz cộng d bằng bằng 0. Với a, b, c là tâm nha các bạn, tọa độ tâm. Rồi thì ở đây chữ d là khác nha, thì d chính là với d chính là d hoặc là d cũng được, được chưa, giờ cũng được. Đó chính là A bình cộng B bình cộng C bình trừ R bình. Vậy từ đây mình suy ra R sẽ bằng căn A bình cộng B bình cộng C bình và trừ trừ Z. Được chưa? Đó là hai cái công thức cần nhớ để viết phương trình mặt mặt cầu. Rồi vậy ta nhìn vào đề bài x trừ 1, x trừ 1 bình cộng y cộng 2 tất cả bình cộng z trừ trừ 3 trừ 3 tất cả bình bằng 16 bình. Thì đây chính là dạng gì ạ? Dạng tổng tổng quát. Vậy mình sẽ có tương ứng đây theo công thức là x trừ a tất cả bình cộng y trừ b tất cả bình cộng z trừ c tất cả bình bằng r bình. Vậy ở đây mình sẽ có tương ứng a bằng bằng 1, b bằng, nhớ cẩn thận đây là dấu trừ và đây là dấu cộng, vậy b bằng trừ trừ 2 và c bằng bằng 3. Bán kính r bằng r bình bằng 16, r bằng bằng 4. Ok chưa? Vậy tọa độ tâm là 1 trừ 2 3. Các bạn chọn đáp án